Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Nguyên chia sẻ cho các bạn cách ướp xá xíu bằng những gia vị đơn giản mà ai cũng làm được. Và Nguyên chia sẻ cách nướng xá xíu bằng lò chiên không dầu rất là ngon luôn. Miếng xá xíu rất là mềm, thấm gia vị, thơm ngon như nướng bằng than. Mỡ xá xíu nhìn rất là trong nè, rất là hấp dẫn. Các bạn hãy áp dụng cách này thử nha. Để ướp xá xíu ngon thì mình nên dùng nạc dăm heo nha, tức là cái phần nạc vai đó. Tại vì cái phần nạc vai này nó có lớp thịt, lớp mỡ xen kẽ với nhau á, thì mình ăn nó sẽ rất là mềm và không có bị sạm á, ngon lắm. Thì tùy các bạn nha, các bạn có thể dùng ba rọi cũng được, nhưng mà mình cắt bỏ cái phần da heo thì ăn cũng ngon lắm. Ở đây là 1 kg, Nguyên cũng đã rửa sạch rồi, cái này mình không cần phải ngâm nước hay làm bất cứ gì ha. Khi mua về mình chỉ cần cắt cái khuôn khổ mình thích á, sau đó thì mình rửa sạch để ráo là được ha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành ướp xá xíu luôn. Đây là 4 nguyên liệu để tạo mùi thơm cho xá xíu. Mình cần là 3 cái đầu ngò rí, 10 gram hành tím, 10 gram tỏi và 2 lát gừng mỏng. Thì mình cần dùng khoảng 1 gram thôi nha. Gừng thì mình không cần dùng đâu. Cái này Nguyên để lên cái cân á, nó nhảy 1 gram thôi à. Có rất nhiều bạn hay hỏi Nguyên là nếu không có đầu ngò rí thì làm có được không, ở cái video mà Nguyên hướng dẫn làm sốt xá xíu thì vẫn được, nhưng mà cái mùi thơm nó sẽ không bằng ha. Nếu mà mình có đầu ngò rí thì cho vào thì sẽ ngon hơn. Và đây là hũ sốt xá xíu. Hôm nay thì Nguyên sẽ dùng thêm sốt xá xíu này cho vào ha, với lại cho thêm vài gia vị nữa để mình tiết kiệm hơn á. Tại vì cái sốt xá xíu này thì cũng không có rẻ đâu. Các bạn có thể mua hiệu này á, hoặc là hiệu ly công ty cũng được ha, cũng ngon. Nếu mà mình ướp xá xíu á, chỉ dùng cái sốt này không á, thì một hũ như vậy á, mình chỉ ướp được 2 kg thịt á, theo trong hướng dẫn nha. Tại vì ở trong này á, nó ghi là 400g á, là ướp 3 muỗng canh á, 3 muỗng canh mình múc ra nó cũng gần hơn một nửa rồi đó. Sốt này á, thì thích hợp để làm cho gia đình mình ăn thôi. Nếu mà làm để bán quán á, thì mình nên tự làm sốt cho rẻ. Thì Nguyên cũng đã có công thức làm sốt xá xíu, Nguyên sẽ để đường link ở dưới phần nội dung mô tả nha. Ngoài sốt xá xíu thì mình dùng thêm rượu nếp nha. Cái này là rượu nếp hoa tiêu, Nguyên dùng cái hiệu này. Các bạn có thể dùng rượu nếp bình thường á, tức là rượu nếp trắng á, hoặc là rượu mai quế lộ cũng được. Nếu mà dùng rượu mai quế lộ thì các bạn cho ít thôi nha, tại vì Nguyên thấy rượu mai quế lộ thì nó rất là nồng mùi. Địa chỉ mua cái loại rượu này thì Nguyên sẽ để dưới phần nội dung mô tả nha. Còn đây là chao đỏ. Chao đỏ thì các bạn dùng hiệu nào cũng được nha. Cái này của Hồng Kông thì nhà Nguyên hay sử dụng cái hiệu này nè. Tại vì Nguyên thấy cái này cái mùi nó rất là thơm. Mình cho thêm chao đỏ thì giúp xá xíu nó sẽ thơm hơn và đậm vị hơn. Nếu mà không có thì mình có thể bỏ qua cũng được. Để tạo màu cho xá xíu thì hôm nay Nguyên giới thiệu về cái loại màu này nè. Thì lần trước Nguyên làm xá xíu bằng bột kim hơn với lại bột hồng cúc. Các bạn làm ở cho gia đình mình ăn thật ra thì không cần cho màu cũng được. Mình có thể dùng bột hồng cúc hoặc là mình không cho màu ha. Thì hôm nay tại vì sẵn Nguyên làm xá xíu thì Nguyên giới thiệu luôn cái loại bột này. Thì cái này Nguyên mua ở trong chợ lớn, các bạn có thể tìm mua Lazada hoặc là Shopee cũng được. Cái này là màu Mỹ Hòa hiệu con gà nha các bạn. Các bạn khi mua nói là lấy màu đỏ tươi hoặc là mình pha thêm màu rạch tôm cũng rất là đẹp. Thì hôm nay Nguyên chỉ dùng một màu này thôi thì pha ra cho các bạn thấy cái hiệu quả như thế nào nha. Một ống như vậy thì mình sẽ ướp được từ 2 cho đến 3 kg xá xíu nha các bạn. Thì tùy theo các bạn thích cái màu đậm hay là nhạt. Nếu mà vừa vừa thì mình ướp 3 kg xá xíu, còn mà mình thích đậm thì mình ướp luôn nguyên ống là mình ướp 2 kg nha. Nếu mà các bạn làm cho gia đình mình ăn mà mình không thích bỏ màu thì mình hoàn toàn có thể không dùng màu này nha. Thì mình có thể dùng bột hồng cúc. Khi đổ ra thì Nguyên chỉ lấy một khúc nhỏ xíu như vậy thôi thì mình sẽ ướp 1 kg xá xíu. Màu xá xíu mình không có nên ướp trực tiếp vào trong thịt nha, như vậy sẽ làm cho xá xíu nó đốm đốm màu, không có đều màu. Mình phải pha với 2 muỗng canh nước sôi, sau đó mình khuấy đều. Như vậy chút nữa mình đổ vào trong sốt thì ướp xá xíu nó sẽ rất là đẹp nha. Mình khuấy đều như vậy là được rồi. Còn tỏi và hành tím thì mình cắt nhỏ, sau đó mình cho vào cái cối mình đâm. Cái này tốt nhất là mình đâm thì nó mới ra được cái tinh dầu thì thơm ha. Mình cho luôn
đầu ngò rí với lại gừng vào mình đâm cho thật là nhuyễn nha, càng nhuyễn càng tốt luôn, như vậy là được rồi nè. Rồi bây giờ thì mình pha sốt luôn nha. Ở đây là 30g đường, các bạn có thể dùng đường trắng cũng được nha. Nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê rượu, nửa muỗng canh dầu hào. Dầu hào thì các bạn dùng hiệu nào cũng được nha. Còn sốt xá xíu thì mình sẽ dùng 50g. Nếu mà các bạn ướp một ký thịt mà mình không có cho thêm gia vị của mình vào á, chỉ dùng sốt này á, thì mình dùng 120g sốt nha. Và nửa muỗng cà phê nước chao đỏ. Hành tím và gừng băm á, mình cũng cho vào luôn. Và Nguyên dùng 1/4 muỗng cà phê bột nêm gà. Rồi mình cho luôn cái màu xá xíu vào luôn nha. Rồi bây giờ thì mình khuấy đều như vậy á, là mình đã làm xong một cái chén sốt rồi nè. Sau đó thì mình đổ cái chén sốt vào trong tô thịt này á, để mình ướp luôn nha. Các bạn phải lấy cho hết luôn nha. Sau đó thì mình trộn đều. Xá xíu này á, nếu mà mình ướp mà mình làm liền á, thì nó không có được ngon. Tốt nhất là mình phải ướp qua đêm á, thì mới thấm nha. Cái này á, nếu mà mình cho vào cái túi á, thì sẽ đều hơn. Nhưng mà Nguyên thấy là mình cách mấy tiếng á, mình lấy ra mình trộn lại như vậy cũng được nha. Bây giờ thì Nguyên sẽ bọc food wrap và khoảng 2-3 tiếng đồng hồ sau á, Nguyên sẽ lấy ra và trộn lại. Và sau đó thì Nguyên để tới sáng ngày hôm sau mình mới lấy ra mình nướng nha. Bây giờ thì mình sẽ bọc food wrap, sau đó cho vào ngăn mát tủ lạnh. Các bạn nhớ là thỉnh thoảng mình phải lấy ra trở 2-3 lần nha. Xá xíu này thì Nguyên ướp qua ngày và cũng được hơn 24 tiếng. Thì thỉnh thoảng Nguyên có trở để cho nó thấm đều đó. Trước khi mình chiên bằng lò chiên không dầu thì mình nên lấy ra nhiệt độ phòng khoảng 30 phút nha. Thì trước khi mình để vào lò mình cũng trở thêm một lần nữa. Nếu mà các bạn không có dùng cái lò chiên không dầu thì mình khì xá xíu như video Nguyên đã chia sẻ nha. Thì hôm nay Nguyên chia sẻ cho các bạn cách nướng bằng lò chiên không dầu. 1 ký xá xíu này Nguyên sẽ cho vào trong lò hết luôn nha, tại vì cái lò này cũng lớn á. Cái lò này nó có cái tấm lót để nhiễu dầu thì Nguyên không có dùng giấy bạc. Nếu mà các bạn không có cái miếng lót này thì mình nên dùng giấy bạc nha. Nhiệt độ thì mình sẽ chỉnh là 180 độ và nướng 20 phút. Sau 5 phút thì mình kéo ra nha. Sau đó mình dùng cây cỏ mình nhúng cái sốt xá xíu mà mình ướp thịt á, mình quét vào. Mình không cần phải quét mật ong nha, tại vì trong thành phần sốt á, có mật ong rồi. Xá xíu nãy giờ thì mình nướng được 20 phút rồi. Bây giờ thì Nguyên kéo ra, mình lấy ra luôn á để mình trở nha. Sau đó thì mình quét sốt nữa. Nếu mà các bạn không dùng lò chiên không dầu nhưng mà mình nướng bằng cái lò nướng điện thì mình cũng canh thời gian như vậy nha. Sau khi trở xong thì mình cũng dùng cây cỏ mình quét một cái lớp sốt vào đây. Xá xíu mình phải quét sốt thì khi nướng xong nó không có bị khô nha. Sau khi quét xong mình cho vào trong lò. Và lần thứ hai mình cũng nướng nhiệt độ 180 độ nhưng mà thời gian mình sẽ nướng từ 12 cho đến 15 phút. Lần thứ hai mình cũng nướng 5 phút, sau đó mình kéo ra. Và sau khi kéo ra mình cũng quét sốt lên, rồi mình lại tiếp tục nướng thêm 10 phút nữa là được nha. Thì cũng tùy theo cái lò của các bạn nha. Nếu mà chưa tới giờ mình kéo ra, thí dụ mà thấy xá xíu nó bị hơi xém xém đen như vậy là được nè. Xá xíu mà mình nướng nó hơi cháy cái xung quanh thì sẽ ngon hơn là mình nướng vừa tới. Nếu mà nướng vừa tới thì nó sẽ không có thơm bằng. Xá xíu mình nướng bằng lò chiên không dầu thì nó có cái mùi thơm thì cũng gần giống như là mình nướng bằng than nha. Thơm và ngon lắm. Với lại thịt nó rất là mềm. Xá xíu mình nướng như vậy thì nó hơi khét chút xíu nhưng mà sẽ rất là ngon. Thì cái phần nào khét quá thì mình cắt bỏ nha. Xá xíu khi nướng xong thì màu sắc cho đến hương vị đều rất là hấp dẫn ha các bạn. Y như là mình mua xá xíu ở ngoài bán vậy đó. Cách làm này thì ngon hơn là mình khì bằng chảo, mà xá xíu ăn mềm lắm nha các bạn. Nếu mà các bạn không ăn hết, mình để nguyên cục cho vào ngăn mát tủ lạnh nhưng mà mình phải bọc kính nha.
Và khi nào muốn ăn mình cũng lấy cái lò chiên không dầu nè, mình cho vào mình vặn 150 độ và mình nướng 5 phút hoặc là cho đến khi nào xá xíu làm nóng lại là được nha, thì sẽ ngon như ban đầu mình mới làm vậy đó. Xá xíu tuy mình ướp nhiều đường nhưng mà mình ăn vào thì không quá ngọt. Cái phần mỡ xá xíu các bạn thấy là nó rất là trong nè, và khi ăn vào nó giòn lắm. Các bạn thử làm theo công thức này nha, sẽ cảm nhận được vị thơm đặc trưng của mùi xá xíu. Cảm ơn các bạn đã bỏ ra thời gian xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới. Tôi chào tại cá sấu thảy.